Em Phú xin kính chào quý chị cô chú khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Đất TV. Thì hôm nay em xin gửi đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm tại khu dân cư Bình Điền. Bây giờ em mời quý chị cô chú theo dõi video clip của em về tổng thể căn nhà. Sau đó em sẽ gửi đến quý chị cô chú thông tin về căn nhà này nhé. Rồi mời mọi người theo dõi. Nói đến chợ đầu mối Bình Điền thì chắc hẳn người dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân miền Tây ai cũng biết chợ đầu mối Bình Điền nằm ở đâu đúng không quý chị? Căn nhà của em muốn chia sẻ đến quý chị cô chú đây là căn nhà nằm tại khu dân cư Bình Điền. Thì khu dân cư Bình Điền với chợ Bình Điền là nó nằm chung một chỗ nha quý chị cô chú. Cái vị trí căn nhà mà em muốn chia sẻ với quý chị cô chú á, là nó nằm ngay cổng khu dân cư Bình Điền, đi vào khoảng 100m là tới. Thì nhà này nằm ở đường số 1 của khu dân cư Bình Điền nha quý chị cô chú. Thì vị trí căn nhà này nó đi từ đường Nguyễn Văn Linh vào cổng khu chợ Bình Điền quý vị. Mình quẹo về bên tay phải, mình đi khoảng 100m là tới vị trí căn nhà nha. Rồi em bay lên trên cao á, cho quý chị cô chú nhìn thấy à. Đó, bên tay phải của màn hình đó là chợ Bình Điền nha quý chị cô chú. Đó là chợ đầu mối Bình Điền. Bên tay trái của màn hình quý chị cô chú nhìn thấy là đó là đường Nguyễn Văn Linh nha quý chị cô chú. Đó, mình đi từ ngoài đường Nguyễn Văn Linh vô, mình quẹo phải, sau đó mình quẹo trái, tầm khoảng 100m là tới cái vị trí nhà nè. Rồi, thông tin căn nhà là như vậy đây quý chị cô chú. Nhà mình thì có diện tích chiều ngang là 5m với chiều sâu là 22m. Và căn nhà này có thiết kế xây dựng là một hầm, 4 lầu. Thì nhà bên trong của mình có lắp đặt thang máy như quý chị cô chú đã nhìn thấy trên clip của em đó quý vị. Thang máy thì được lắp đặt từ tầng hầm cho đến sân thượng như quý chị cô chú. Và thang máy này là thang máy 450kg. Thì đây là căn nhà duy nhất trong khu dân cư Bình Điền này có hầm nha quý vị. Tại vì trong đây thì sẽ không có cho phép xây hầm, nhưng mà căn nhà này được cái là có căn hầm, cho nên đây là một căn nhà đặc biệt, khá là đặc biệt trong khu dân cư này. Tại khu dân cư này thì không có cho xây tầng hầm nha quý vị. Và căn nhà của mình thì được xây mới hoàn toàn và được hoàn công vào năm 2022, tức là năm vừa rồi đó quý vị. Và căn nhà này hiện tại là chưa có sử dụng. Thì lúc trước chị chủ chỉ xây tính có nhu cầu là làm văn phòng sử dụng ở đây, nhưng mà bây giờ không có nhu cầu nữa cho nên là muốn chào bán lại. Và cái giá chào bán thì cũng khá là hợp lý. Và căn nhà này rất là đặc biệt quý vị. Ở khu này thì em nhắc lại là không có căn nhà nào có tầng hầm đâu. Và căn nhà này là căn nhà duy nhất có tầng hầm. Được cái là tầng hầm và thang máy luôn nha quý vị. Ở khu này thì không có cho phép xây dựng là tầng hầm đâu quý vị cô chú ơi. Nhưng mà căn này là có tầng hầm và sổ hồng hoàn công đầy đủ nha quý vị. Đó, quý chị cô chú nào mà biết thêm thông tin chi tiết và muốn xem sổ sách giấy tờ căn nhà này và biết giá thì inbox số điện thoại của em phía dưới nha, là 0909049383. Thì em Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn nhà này cũng như là đi tham quan cái khu vực của chợ Bình Điền luôn nha quý vị. Rồi, thì chắc là clip của em đến đây cũng xin được phép tạm ngưng nha quý vị cô chú. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại quý chị cô chú ở một clip sau ạ.